giờ dạ, Tiêu làm gì có điểm yếu Thằng nào hỏi câu gài đi Điểm yếu của Tiêu Anh giờ là gì Ở giai đoạn vòng bảng á, Thì Faker là người đánh có nguy cơ nhất Tại Faker bị chết ở giai đoạn đi đường nhiều Nhưng nha. Khi mà vòng bảng kết thúc Faker không còn chết ở trên đường nữa Đó là một cái sự thay đổi các bạn nào có thể coi lại Vòng bảng Faker chết Ở trong giai đoạn đi đường rất là nhiều trận nào hầu như một trận nào cũng có thể dính phép hoặc là dính cái một mạng hay mạng đi đường á tới vòng loại trực tiếp phải cơ không chết đi đường nữa anh nói lâu rồi mà anh nói anh là ủng hộ cái chuyện phải có global pick cảm ơn trần trần cái super sticker emote nha nam giúp lu mua xoài 10.000 đồng sau ckpg anh có kế hoạch làm buổi offline không anh Uh, có thể mình đang tính có thể là kết hợp chung với Tùng nếu mà Tùng nó có kế hoạch kiểu như làm một cái gì đó ở tại vì có sẵn cái phòng nét của Tùng á nhưng mà để từ từ nha mình không hứa chắc nha không hứa chắc Hướng có kế hoạch thôi nhưng mà không hứa chắc để khi nào có rõ ràng hơn mình sẽ thông báo thằng đang thành công ở LCK rồi sang LPL đều hẹo không anh ví dụ như Ijihun, Marine, Mình nghĩ là tại vì khi mà những thằng thành công ở LCK xong đi qua VL thì cái tâm thế của tụi nó là qua đó kiếm tiền mà cái tâm thế qua đó kiếm tiền thì nó rất là khó để có thể thành công thực sự thường là những thằng các bạn để ý nè những thằng nào mà qua LBL á mà những thằng thành công Hàn Quốc mà thành công LBL á thường là nó không có thành công ở LCK và nó qua LBL với mục đích là nó tìm kiếm cơ hội khác thì nó sẽ thành công đó ví dụ nha ví dụ gần đây nhất chúng ta có ai Canavi Canavi không có chỗ ở LCK, vi qua LBL để thành danh thì là nó là những thằng như vậy thì những thằng mà qua đó để thực sự để có thành tích á, thì nó sẽ dễ có thành công còn những thằng nào mà thành công ở LCK rồi mà qua đó chỉ để kiếm tiền á, thì tỷ lệ thành công của nó không cao Viber tính ra là cũng không phải là thành công LCK lắm kêu giúp mua xoài 5.000 Nhờ ngài Bero em thấy em gạch dưới người chơi Genshin lên đỉnh xã hội sau đợt thánh chiến 2 năm. <laughs> Cảm ơn em nha. Cảm ơn bạn Trường Trần nãy giờ sticker nhiều lần nha. Faker đã có được CS giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Anh tổ chức một buổi offline đi anh Lu để cho em chụp với anh một tấm hình. Được thì cho anh <laughs> hôn anh một cái. Là mày đòi tới hôn luôn hả? Đòi hơi nhiều quá nha. Cảm ơn Trương Trân nha Trở thành thành viên kênh bậc cao thủ rồi Dấu tên 848 đã rescan 5.000 đồng Van Tung co tinh tiền nét A cô mặt cười Sao nó dám tính tiền Hôm bữa mình đi dự khai trương của nó Mình còn chưa đòi tiền cách chụp hình với khách nữa Bữa mình vẫn còn cho nợ á Dấu tên 145 đã rescan 5.000 đồng Chervi 2022 vs Faker 2015 IG lên khung nhát A. Nó khác nhau em. Tại vì thật ra Faker, Faker hồi đó nó không phải là đi lên theo kiểu Chu Vi, Chu Vi là đi lên theo kiểu là áp lực chỉ số lính nhiều, nhưng mà cái áp lực hạ gục của Chu Vi nó không có cao. Nó vẫn có cái áp lực gọi là nó sẽ đẩy các bạn về để nó 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 có khoảng trống để nó farm nhưng mà nó không có áp lực giết. Còn Faker hồi đó là có áp lực giết. Nó nó Faker nó chơi game để cái giai đoạn đó nó chơi game để nó giết á cho nên là hai thằng nó sẽ hơi khác nhau một tí còn uh, chu vi thì mục tiêu vẫn là ăn lính nhiều hơn chờ vi khi tán gái em ăn <laughs> chưa cảm ơn cháu phụy nha cảm ơn tùng lâm nha sau chung kết đẹp tuyên bố đánh cho Faker về nước đánh xong hai thằng đều về nước mà em <cười> <cười> Ambition trước đi mid. Ừ, Ambition, Ambition là đi meet, xong sau đó bị Faker quấn bờm đầu xong chuyển qua đi rừng đó, luôn. Xin ngài báo sớm cho em thu xếp công việc đến để ngài ký tên lên cái bát chuột làm phép phù hộ cho em với. OK nha, nếu mà có thông tin gì về trong trường hợp mà mình có làm một cái buổi gặp gỡ thì mình sẽ thông báo. Faker 2013 nó là vượt trội về mặt kỹ năng, với lại cái tư duy chơi game của nó nó đi trước người ta, nhưng mà về cơ bản vẫn là kỹ năng. Thời điểm đó cái khác biệt của Faker so với tất cả mọi người là cái kỹ năng, Chứ nó cũng mình cũng tại vì mình cũng để ý thấy là thời ra macro lúc đó là như thế nào nữa, chỉ là đơn giản là nó chỉ như thế này các bạn mà xem lại những cái uh, cái 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 VOD mà thời đó các bạn sẽ thấy một cái đặc điểm là một cái kiểu đi lên của Faker là nó sẽ có một cái cái mà nó hay làm nhất là nó luôn luôn nó sẽ không dùng chiêu vào lính bao giờ cả mà nó sẽ luôn luôn nó đứng cao và nó dùng chiêu vào người và nó sẽ dùng tay đang lính và nó sẽ ba ba thứ nó sẽ làm ba thứ liên tục ba thứ cùng một lúc là dùng chiêu để tấn công thằng tướng bên kia dùng đòn đánh tay để ăn lính và đồng thời là né chiêu của thằng bên kia thực ra về cái sự khác biệt lớn nhất thời điểm đó nó chỉ đơn thuần là kỹ năng thôi thời điểm đó kỹ năng của nó vượt trội còn các bạn ra găng nó thì các bạn tung ba chiêu thì né hết ba chiêu <laughs> chứ nó cũng không phải là nó không phải là nó đoán được người ta ra găng nữa ví dụ như là về mặt macro thì các bạn cắm mắt xong các bạn sẽ lui về khi người ta ra găng không này nó người ta ra găng thì nó chỉ là nó né thôi Chứ nó không phải là nó lưu về trước Thì về cơ bản thì cái sự khác biệt của Faker Thời điểm đó là cái kỹ năng vượt trội hơn so với người ta Chứ macro thì mình cũng không biết là cái đó lúc đó Thời điểm đó macro rồi nó có cái gì ừ. Cái năm 2018 phải Đúng rồi thì từ giai đoạn Từ 17, 18 nó có thể gọi là bắt đầu Gọi là bắt đầu xuống dốc nhưng mà đúng là Tại vì cái cái đỉnh của Faker nó cao quá nên con dốc mà đi hoài chưa hết nữa bà nội nó. Mà lâu lâu nó không chịu xuống thẳng đâu. <laughs> 2003 nha. Nhiều khi nó đang xuống dốc đi ví dụ như tầm 20 cảm giác mình thấy 2022 20 20 21 nó bắt đầu xuống xong rồi nó lại giật lên lại. Nó không xuống hẳn đâu nó tự nhiên nó cái giật lên lại nè. Những cái đợt này nó giật lên lại nè. Tự nhiên tới chung kết. Tới chung kết thế giới nó giật lên lại. Các ông 11 nắng nha. Từ xưa đến nay chỉ có mỗi cộng đồng fan T1 là hay tổ chức anh Nếu mà không chính nha thì tại vì số lượng các bạn đông các bạn đủ điều kiện để tổ chức những cái offline đó. Anh giúp Lu mua xoài 10 000 đồng Theo anh nhân tố D còn trụ lại được team cây không? Từ ngày bị T1 sút xong là thấy toang quá. Mà thằng đấy như bị dớp rồi ấy. một trăm trăm phần đi DK vẫn giữ lại Danny thôi các bạn cứ yên tâm đi tại vì cái cái cái, cái tập thể mấy thằng game thủ của Damwon nó rất là tin Danny. Ông có thay huấn luyện viên đâu Faker đã có được CS giúp Lu mua xoài 10.000 đồng Hôm nay cái hàng của MU đã được thế vào bằng thằng Genji Cảm ừ, Faker nhỉ cái là bị hết tiền <laughs> bên uh, ừ từ mùa giải vừa rồi thì có thêm thằng trịnh long vô thì bên 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 bốc họ thay uh, linh sang bằng trịnh long thì linh sang không còn bình luận từ mùa vừa rồi không biết sau này có trở lại không, không biết cái thì mình nghĩ chắc là cái không biết là ở bên anh em là bên hàn quốc có nắm một cái không biết là còn làm ăn ngon không mà sao cái không đầu tư tiếp cho đội liên minh nhưng mà mình thấy là KT cái đợt trước cũng đầu tư khá là nhiều tiền chắc là đầu tư nhiều tiền xong không thành công xong bị bị buồn á vì không đầu tư nữa. dấu tên 986 đã scan 5.000 đồng anh Luân có thấy là con Riven nên được rework lại không anh nhớ trước năm 2016 Riven làm chùm trên top giờ trong đám mấy đứa múa múa có mỗi Riven là yếu à tại vì Riot làm nó con Aatrox rồi cho nên không cần con 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 Riven nữa con nó có một đợt nó bị tô xích lắm nha Tức là nó rất là mạnh Nó quá mạnh tới mức mà Mà không kiểm soát được cho nên phải nợp nhiều á Đến bây giờ thì nó yếu như vậy Bây giờ thì con con tróc rồi còn nhiều con Riven nữa Cảm ơn Trần Trần nha KT đầu tư tốc chiến Quanh cũng đầu tư tốc chiến mà Tốc chiến thì nhiều tổ chức đầu tư mà Tốc chiến đầu tư rẻ mà Cái điểm yếu của Genji mình nghĩ là nó bị cái huôn tâm lý Thằng chu Vi của thằng có tiền sử chốt Tập thể Genji trước đó cũng có một cái thời điểm là nó cũng Nó là cũng cũng có tiền sử chốt mặc dù nó cũng lên ngôi để thế giới Mình nha mình nó làm lần nữa mình vẫn sẽ tính Samsung Galaxy theo một cái đường dây là thành Genji thì nó cũng có tiền sử chốt ở chung kết thế giới cho nên là cái vấn đề tâm lý thì mình cũng biết giải quyết làm sao nữa. tại vì không có mình nghĩ chắc là cái con vấn đề hiện tại của Reven chắc là về mặt trang bị á mình nghĩ chắc là về mặt trang bị cảm ơn Trường Trần nha KT vẫn là nhà mạng mạnh nhất. mình cũng thấy như vậy. tại vì SKT thực ra không phải là cái nhà mình thấy là cũng không, không 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 nổi bằng và phổ biến bằng KT nhưng mà chắc là KT không bỏ tiền với SKT bây giờ đang có thêm nhiều nhà đầu tư lắm. SKT nó kết hợp với Comcast. Comcast là một thằng rất là khỏe nha anh em. Comcast cũng là một công ty về viễn thông. Comcast là một thằng mà đang làm chung với lại SKT để để tài trợ để quản lý tiêu á. thì Comcast cũng là một thằng về viễn thông và nó rất là khỏe. Marino giúp Lu mua xoài 10.000 đồng, đánh 50 trận khéo ca gặp Riven the Sea một trận ấy. Có mình nghĩ là vấn đề chắc là bây giờ không tìm được trang bị phù hợp. Đồ nó không phù hợp. Cảm ơn Marino nha. Ủa tụi bay tụi bay tụi bay nôn nóng tao bị đuổi ra khỏi cái 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 studio này lắm hả sao đứa nào vô cũng hỏi sao anh chưa chuyển nữa. Ta đã thông báo là ngày 12. Tụi bay nôn nôn đuổi đi lắm đúng không? Ngồi đây tụi bay ngứa mắt đúng không? Vô hỏi hoài <cười> 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 Dấu tên 449 đã uy scan 5000 đồng Anh so sánh T1 vs DAX khác thế nào so với kèo DW vs EDG ạ? À? Tại hồi đó người ta cũng khẳng định EDG không có cửa với DW mặt cười chảy nước mắt Nó dựa trên uh... Dựa trên màn trình diễn của hai đội Thì Đúng là thời điểm đó Cũng là hầu hết tất cả mọi người Đều nghiêng phía của Damwon Nhưng mà mình nghĩ là cái như thế này Thời điểm đó nó cũng có cái yếu tố là Về góc nhìn cá nhân của mình đó, là Damwon Ở trong cái trận chung kết đó Phần nào đó là nó đánh cũng Bị xuống Tức là có những thứ mà không kiểm soát được Rõ ràng các bạn thấy không Cái màn trình diễn của Damwon và cụ thể là trong cái trận chung kết đó sau mấy cơ với lại canh nhành đánh mình cảm giác là rất là tệ không bằng so với giai đoạn trước đó thì nó đơn giản là cái thời điểm trận chung kết của của mùa giải chung kết thế giới trước là đột nhiên là một bên thì bị xuống một bên thì bị lên một bên thì lại lên nhưng mà ở trận này thì mình nghĩ là tại vì bên t 1 hiện tại là cái đội hình của nó rất là đồng đều ví dụ như ví dụ đi như là DK đi đây đội hình của nó thực ra là thằng ghost nó không phải là một thằng đánh carry nó không phải là hyper carry cho nên là nếu như trong trường hợp cánh trên của bên phía DK mà xuống á, thì kiểu như là bị lệch liền. Cánh trên của DK mà xuống một cái là bị lệch liền. Đó. Nhưng với tiêu anh hiện tại là trừ khi nào mà nguyên cả một cái đội hình nó xuống thì mới có chuyện thôi chứ mình thấy tại vì bây giờ cái đội hình của tiêu anh bây giờ carry đều quá đường nào cũng có thể carry thì cái cái tỷ lệ mà nó gặp cái trường hợp như DK nó thấp hơn rất là nhiều. Đó là sự khác biệt, mình nghĩ đó là sự khác biệt giữa T1 và là DK. 2021 với 2022 này. Giống như bây giờ đơn giản thì nó giống như câu chuyện cái câu chuyện mà hôm hồi vòng bảng mình có làm cái video đó đi. Bây giờ điểm yếu của T1 là gì? Cảm ơn Bonbon nha. Tại sao mà Tất nhiên cái cái video đó và cái nội dung đó Nó cũng là câu view thôi Nó đơn giản là click click bay cho Click bay cho anh em vô bấm vô Bây giờ một cái đội mà năm thằng Một cái đội hình năm thằng bốn thằng 10 điểm, 1 thằng 9 điểm Thì đúng là cái thằng 9 điểm là thằng điểm yếu không Yếu nhất đúng không Thì nói vậy có đâu có sai đâu đúng không <laughs> Bây giờ trong một cái lớp học mà đứa nào cũng học sinh xuất sắc hết Thằng học sinh giỏi là thằng ngu nhất các bạn, bạn lỡ đi các bạn đi học các bạn vô một cái lớp mình 40 đứa 39 đứa học sinh xuất sắc Tụi nó thi 10 điểm hết Cái tự nhiên các bạn 9 điểm Cái cô giáo kêu À em là thằng ngu nhất lớp cay không? Nhưng mà nó đúng Không có sai em không cãi được Lúc đó các bạn có thể cãi được không? Không các bạn đâu có cãi được đâu Chính xác là các bạn là ngu nhất lớp Tụi nó 10 điểm hết các bạn 9 điểm Các bạn ngu nhất lớp đúng rồi <laughs> Sao các bạn có thể cãi được nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì không còn cái vấn đề đó nữa thì cái cái vấn đề của mình ở trong giai đoạn vòng bảng của faker là nó chết ở trên đường quá nhiều tỷ lệ chết quá cao nhưng mà từ giai đoạn lượt uh, bắt đầu vòng loại trực tiếp thì nó không chết trên đường nó không bị dính uh, ở trong giai đoạn vòng bảng tỷ lệ bị chết phép lết của faker lên khoảng chừng 40%. trăm tỷ lệ mất phát lên Faker cơ ở vòng bảng là 40% nha tức là cứ hai ván là tỷ lệ là Faker nằm xuống ở đầu tiên ở trong cái ván đấu đó nhưng mà tới vòng loại trực tiếp thì điều đó không xảy ra nữa cho nên hết bán kết vừa rồi thì cái tỷ lệ nằm phát lớp cơ nó giảm xuống còn có 10% phần à từ 40 nó giảm xuống 10 là đó là cái sự thay đổi lớn nhất của Faker cơ từ giai đoạn vòng bảng cho tới thời điểm hiện tại Cuối tuần này trường trung học phổ thông MAPO sẽ có nhiều cấp CKTG hơn tất cả các khu khác đặc biệt là LPL Vâng khoa xuống nha